Nói đi. Nói gì hả? Đi chơi thì thú vị rồi. Lúc nào cũng chỉ thích được đi chơi thôi. Đi chơi thì luôn thú vị. Đến đây không ngờ là cái lâu đài ở thủ đô Viên nó lại rộng kinh khủng như thế, rộng gấp. Zoom in nước vào nhé, zoom in nước vào. Gấp 4 lần nhỉ? Zoom in nước vào. 4-5 lần. Dường mình nhớ anh Tùng đang chụp cho anh Đức đấy. Đẹp lâu đài này. Vừa đẹp vừa rộng. Có khi đi cả ngày không hết ấy nhỉ. Ngoài ra nó lại có sở thú này. Có rừng. Nhận lâu đài hình tráng thật. Mệt chưa, mỏi chưa? Không, đi chơi thì chẳng bao giờ mệt. Chán chưa? Du lịch chán chưa? Chưa chán. Đi chơi cũng bao giờ mỏi mệt, chỉ có mỏi thì lại nghỉ thôi. Anh nhìn về thành phố Viên đấy, hay nhìn thẳng vào toàn cảnh thành phố Viên đấy. Đấy. Qua lâu đài đến thành phố Viên. Trên núi ấy, đúng không? Ừ. Nó cứ cao dần lên. Thế hay. Nó không phải là bằng phẳng, đúng không? Nó cứ xây, nó cứ làm cao dần.